Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và theo dõi bản tin SBTN Washington DC. Quý Châu xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi tin Hoa Kỳ. Tổng thống Clinton và Tổng thống Bush cùng phu nhân sẽ dự lễ nhậm chức của ông Trump. Tổng thống Bill Clinton và đệ nhất phu nhân Hillary Clinton và Tổng thống George W. Bush và đệ nhất phu nhân Laura Bush đã loan báo sẽ tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Tổng thống Bush và phu nhân nói họ muốn chứng kiến sự chuyển đổi ôn hòa quyền lực. Ông Donald Trump, một nhà kinh doanh địa ốc, sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng Giêng năm nay. Ông Trump đã đánh bại bà Clinton trong cuộc bầu cử tháng 11 vừa qua và ông đã từng chỉ trích ông Bush về cuộc chiến Iraq và vụ 9-11. Trước loan báo hôm nay, Tổng thống Jimmy Carter là vị tổng thống duy nhất nói ông sẽ tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức lần thứ 58 của Hoa Kỳ. Một cựu tổng thống nữa, tổng thống George H. W. Bush, năm nay đã 92 tuổi, đã tuyên bố ông sẽ không dự vì tuổi cao. Nữ sứ ngôn viên Megan Kelly rời đài truyền hình Fox. Cô Megan Kelly, một phát thanh viên nổi bật của đài truyền hình tin Fox News Channel, đã quyết định rời Fox để tham gia NBC News trong một vai trò quan trọng, kể cả một giờ mới trên đài NBC Loan báo hôm qua. Cô Kelly cũng sẽ chủ trì một chương trình tin tối chủ nhật và tham gia vào các chương trình chính trị của hệ thống cùng các cuộc tường thuật lớn. Cô Kelly tham gia Fox năm 2004 làm phóng viên Washington trước khi chủ trì một show vào giờ cao điểm The Kelly File. Trong giai đoạn bầu cử, Tổng thống đắc cử Donald Trump nhiều lần chỉ trích cô là không công bình khi cô hỏi. Trong giai đoạn bầu cử, Tổng thống đắc cử Donald Trump nhiều lần chỉ trích cô là không công bình khi cô hỏi. Trong các cuộc tranh luận, nhưng cũng đồng thời nhục mã cô là thái độ của cô là vì cô đang trong kỳ kinh nguyệt. Ông Trump có thể làm gì trước đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên? Tổng thống đắc cử Donald Trump vừa tuyên bố không bao giờ có chuyện. Bình Nhưỡng làm được tên lửa đủ sức phóng đến Mỹ. Nhưng ông sẽ không để ngó lơ mối đe dọa này. Tờ USA Today đã nhận ý kiến của một số chuyên gia. Phản ứng sau tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về việc sắp làm được tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, ông Donald Trump viết trên Twitter gồm hai ý. Một mặt không tin Bình Nhưỡng làm được chuyện đó, và mặt khác trách cứ Bắc Kinh không góp sức ngăn chặn. Tờ USA Today đã dẫn ý kiến của một số chuyên gia về vấn đề này. Có thể chia các ý kiến này ra làm hai nhóm, cứng rắn và mềm dẻo, linh hoạt. Bắt tay với Trung Quốc, chuyên gia Chris Hill, người dẫn đầu toàn đàm phán Mỹ về chương trình hạt nhân của Triều Tiên dưới thời Tổng thống George W. Bush, cho rằng đây là điều đầu tiên chính quyền Trump nên làm tăng cường năng lực phòng thủ trong khu vực. Đó là ý kiến của nghiên cứu viên cao cấp Richard Bush tại Viện Brookings của Mỹ. Theo đó, ông Trump có thể tăng cường thêm sự hiện diện quân sự tại Nhật Bản và Hàn Quốc, hai quốc gia đồng minh quan trọng của Mỹ tại Đông Á. Chia ra củ cà rốt kinh tế, không cứng được thì mềm. Đó là ý kiến của chuyên gia James Action, giám đốc chương trình chính sách hạt nhân tại quỹ Carnegie vì hòa bình thế giới tấn công hạt nhân, cứng rắn và có phần diều hâu. Nhà nghiên cứu Robert Kelly tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Thụy Điển, cho rằng chính quyền Trump nên có một cuộc tấn công hạt nhân trực diện vào thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Trong ngắn hạn, một cuộc tấn công như vậy có thể loại bỏ hoàn toàn các mối đe dọa, ông Kelly nhấn mạnh. Tuy nhiên, ý kiến này lại bị chuyên gia acting phản bác, cho rằng đây là hành động không cần thiết và có thể đạt nước mỹ trong một nguy cơ lớn hơn tuyên bố của nhóm phụ trách chuyển giao truyền quyền lực của tổng thống đắc cử mỹ donald trump cho biết ông robert lighthizer đã được lựa chọn là đại diện thương mại mỹ ông lighthizer từng giữ chức phó văn phòng đại diện thương mại mỹ ustr dưới thời cựu tổng thống mỹ ronald reagan văn phòng đại diện thương mại mỹ là cơ quan đứng đầu các cuộc thương lượng về một loạt thỏa thuận thương mại phức tạp trong đó có Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và Hiệp định Thương mại và Đầu tư Xuyên Đại Tây Dương TTIP. Tuyên bố nêu rõ, ông Lighthizer sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chính sách thương mại và đàm phán hàng chục thỏa thuận quốc tế song phương về hàng loạt lĩnh vực từ sắp thép với ngũ cốc. Liên quan đến vấn đề thương mại của Mỹ dưới chính quyền tương lai của ông Donald Trump, Tờ The Hill ngày 2 tháng 1 đưa tin Tổng thống đắc cử Trump sẽ hợp nhất các quyết định chính sách thương mại cùng với sự tham gia của một số thành viên được lựa chọn trong chính quyền của ông hơn là cùng với văn phòng đại diện thương mại Mỹ USTR. Trước đó, ông Peter Navarro, nhà kinh tế học có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc vốn được ông Trump chọn làm giám đốc Hội đồng Thương mại Quốc gia của Tòa Bạch Ốc, một cơ quan mới được thành lập dự đoán sẽ đóng một vai trò mang tính cá nhân hơn trong việc thương lượng các chính sách thương mại với các nước như trung quốc